Trong thời gian gần đây, khi ngày càng có thêm nhiều bạn trẻ lấn sân sang lĩnh vực YouTuber, TikToker chuyên về review, đánh giá, bình luận các quán xá ở khắp mọi ngõ ngách. Thế nhưng không phải ai cũng đạt được thành công và nhận về sự yêu thương từ phía khán giả. Điển hình như TikToker Tôm La Cà, người đang vướng phải những ồn ào xoay quanh câu chuyện review món ăn. Theo đó, đối với những ai thường xuyên lướt các trang mạng xã hội trong thời gian gần đây, thì cái tên Tôm La Cà chắc hẳn sẽ không còn quá xa lạ. Có tuổi đời khá trẻ, Tôm La Cà thường xuyên chia sẻ những bài đăng với nội dung review về các quán xá ở Hà Nội. Thế nhưng trong một clip review quán bánh giò mới đây, thì chàng trai này đã nhận về không ít gạch đá từ cộng đồng mạng. Nguyên nhân của việc này là do nhận xét của TikToker Tôm La Cà khi anh bạn cho rằng bánh giò không nóng. Do mình đánh muộn nên bánh không còn được nóng hổi, bốc hơi phèo phèo nữa. Tuy vậy, trước khi ăn, Tôm La Cà lại dùng miệng để thổi nguội. Ngoài ra, Tôm La Cà còn có những lời nói nhận xét mang tính chủ quan, dù chưa xác định rõ nguyên nhân thực sự phía sau câu chuyện, như chẳng biết có chuyện gì bực mình hay không, mà trong sắc mặt của cô chủ không được vui vẻ lắm. Không, mà trong sắc mặt của cô chủ không được vui vẻ lắm. Lòng với thái độ lẫn cách cư xử của TikToker Tôm La Cà. Hiện vụ việc liên quan đến TikToker này vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.